Chỗ này hấp dẫn nha các bạn. Những ai fan hâm mộ của miền Tây sông nước, nhất là tắc cầu xẻo rô, sang Mỹ Thứ, Thọ, Bến Tre, Tony Triền Hai, 3.5 bên kia là Phú Tây phải, Long Ghim quần đen tắc đen giống Khanh Shipper các bạn ơi, Cu Lì Libero, Sĩ Triền Hai và thằng em sinh viên tay trái cao to. Hiện tại bây giờ là 16:30 chiều các bạn. Sân đường số 2 Đình Trường Thọ, Thủ Đức, mát mẻ các bạn ơi. Một không. Kèo này hấp dẫn các bạn, 3.5 nha. Sang Mỹ Thứ, Thọ tay trái Bến Tre, Tony Triền Hai. Bên kia là Long Ghim, Sĩ sinh viên, Phú, Lì và thằng em tay trái nữa các bạn. Nè nè, cái ông gì trời, ông phái đưa vô cái đít trong vô màn hình ghê lắm. Ông gì trời, ông phái nổi tiếng rồi. Ông chuyên môn, ông ngồi trước ống kính không? Ông gì trời trước ống kính là một trong những ông tay Triền Hai ôm cực kỳ hấp dẫn nhất cơ là ông chị đội các bạn. Di Trọi là một trong những tài năng tai tiếng nhất trong làng bóng chuyền đội hiện tại các bạn à. Anh ta Triền Hai thì các bạn khỏi nói ôm nhưng mà trong làm bóng chuyền đội được giấy phép cấp công nhận rồi. Ba hai. Anh em gần xa đang chuẩn bị chờ ngày giờ nổ trái bom tấn giữa Tiến Đen và Chí Mexico các bạn. Và Bảo Cao Thốc Đốc Cần Thơ cũng dưới đối đầu với Chí Mexico luôn các bạn. Chưa biết. Hiện tại thì Tiến Đen đang bệnh chưa phục hồi được, còn Chí Mexico đang chuẩn bị vô giải tập huấn đầu mạnh các bạn à. Cho nên kèo này chắc cũng khoảng có nhưng mà chưa biết ngày giờ thế nào xảy ra các bạn ơi. Năm ba. Sàn Thứ trắng ghê gớm quá các bạn, hai trái liên tiếp các bạn. Nhân Mập ơi, Nhân Mập ơi, bữa nay thần tượng của con đánh nè Nhân Mập ơi. Công tình con bắt ráp từ bắt đi xe chung với chú lên tới chợ đều con bắt ráp về. Bốn sao. Thọ tay trái lùng thật sự khó chịu các bạn à. Còn bên kia tôi thấy anh nón đen, đội nón quần đen áo đen mang dài, anh Cu Lì vô sân không biết làm gì nữa. Năm bảy. Yeah.
Trời ơi trời. Thọ Bến Tre phong độ ghê gớm các bạn ơi. 3.5 mà đập đùng đùng luôn à. Tám năm. Chín năm. À, nữa với trời ơi là với trời ơi mày phái được cái đầu mày cái mặt mày vô đây là anh đang ngồi sao nó được rồi sao trên Thọ công tốt quá các bạn ơi. Không sao. Bảy không. Trời ơi, sang thứ quánh gá ghê các bạn ơi. Một bảy. Hai bảy. Thấy bên năm sao tự nhiên buồn quá các bạn ơi. Bên năm nhìn buồn ghê gớm thiệt à. Không... Tôi nhớ này là mới có tháng mới có bắt đầu tháng 2 à, là tháng này đi chùa nè, ở bộ chùa là phải buồn rồi các bạn ơi. Tháng giêng là tháng ăn chơi gì? Tháng giêng là tháng ăn chơi. Tháng 2 đi hội, tháng 3 đi chùa. Mà các bạn bên năm cảm thấy buồn quá, làm như đi chùa ra cái mặt nào đấy. Mười ba tám. Chín mười ba. Trước mặt màn hình tôi là Thắng Mắt Kiến và Duy Trọi. Thắng Mắt Kiến hiện tại đang thách đấu với Quỳnh Ngáo của Bình Long Bình Phước và đang chờ câu trả lời của Quỳnh Ngáo. Nhưng mà Thắng Mắt Kiến đã từng thắng Quỳnh Ngáo tại sân Tân Trụ rồi các bạn. Bây giờ Quỳnh Ngáo làm như hơi ngại ngại nha. Thắng Mắt Kiến trong những một trong những tài năng trẻ sinh viên cũng cực kỳ ghê gớm. Trời ơi, đúng là Thọ Bến Tre. Tướng gầy gầy tôm tôm khó chịu quá. Bên 3 tháng nha các bạn. Bên 5 làm như tan rã cái bộ tộc luôn các bạn ơi. À, chúc các bạn những buổi chiều thứ bảy chủ nhật xem bóng vui vẻ may mắn nha. Đi đại đi. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh Đại Lâm Vua Đầu Dò các bạn. Thank you các bạn nhiều nha. Chúc các bạn sức khỏe may mắn nè. Mời các bạn có thể hẹn ngày chờ ngày gì bơm tấn nổ ra. Một là Bảo Cao đôi công với Chí Mexico, nhưng mà hai bên đứng phát mở phát nha các bạn. 3-3. Hai là Tiến Đen. Tiến Đen của Vĩnh Long sẽ gặp Chí Mexico Sóc Trăng. Đôi công phát trắng các bạn. Rất mong cái kèo này sẽ xảy ra cho người hâm mộ và đặc biệt là các anh em trong cao thủ sẽ có một cái dịp để hội tụ lại cho vui các bạn à. Chúc các bạn sức khỏe may mắn nha.
Tôi là bình luận viên là tàu lao chạm biết đâu VTV6 mà Trần Hoàng Lê Lâm Ba Lô Tali.